Em này là cái bộ kỹ năng nó mới đẹp này. Bùm 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 bùm. Đói. Về vãi trưởng là đam nhất hiện tại của mình là cái em cầm hai khẩu súng này. Hai khẩu súng nhìn như khẩu súng của Mid Fortune trong Liên Minh Huyền Thoại. Rồi, ok, xin chào anh em. Chào mừng quay trở lại với channel của mình. Trong video ngày hôm nay thì mình sẽ mang đến cho anh em một cái tựa game mới em nha. Tựa game này ra mắt cách đây khoảng tầm được tuần rồi. Nhưng mà hôm nay thì mình mới để ý và có cái clip review cho anh em xem. Một cái tựa game gacha thẻ tướng em nha. Gacha thẻ tướng anime. Và ở đây thì nó khuyến cáo là 18 cộng mới được chơi tựa game này em ạ. Và trong cái video ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng khám phá cái tựa game này vì sao mà nó lại gắn cái nhãn 18 cộng em ơi. Rồi, ok. Trước mặt anh em là cái giao diện của cái tựa game này. Anh em có thể là tải cái tựa game này trên Set Play và Apple Store với cái IP của Việt Nam chúng ta nhá, mà không cần phải chuyển vùng hay là fake IP gì cả. Chỉ cần tìm cái tựa game này là chúng ta có thể là tải cái tựa game có tên đầy đủ đó là Goddess Kiss. Một bạn có gửi cho mình một cái video show gameplay của cái con game này, xem một xíu xíu thì thấy rất là hay, và quyết định có cái video để gửi đến cho anh em. Ok, đầu tiên là chúng ta sẽ cùng vào đi khám phá ải. Đấy, khám phá ải để xem là cái con game này gameplay nó sẽ như thế nào nhá. Tựa game gacha anime rất là hấp dẫn với cái bộ kỹ năng của nó, phải nói là ngon em nhá. Phải nói là xịn. Đây, mình sẽ setup cái đội hình phát. Cái đội hình vừa nãy mình mới triệu hồi được một em 4 sao. 4 sao bây giờ thì mình sẽ cho hết toàn bộ những cái em tướng 4 sao vào đội hình của mình. Mình sẽ cho một em khác vào. Rồi, chúng ta sẽ cùng chiến đấu luôn nhá. Chiến đấu để xem gameplay của con game này nó thú vị như thế nào. Cái hình ảnh khi mà chúng ta chiến đấu ấy, cái tướng của chúng ta khi chiến đấu thì nó sẽ là cái hình ảnh kiểu chibi rất là đáng yêu. Còn những cái hình ảnh vẽ của cái tựa game này ấy, thì nó rất là đẹp và nó chuẩn 18 cộng luôn. Ở khá là nhiều luôn đấy anh em nhá. Ở rất là nhiều. Những cái gì căng tròn nhất của một cái nghị tướng thì đều được show rõ ra cho anh em xem. Vãi trưởng luôn. Bật auto này, chúng ta có tăng tốc cái trận đấu này. Phê cực kỳ luôn đấy. Chỉ ứng kỹ năng của nó chẳng chê vào đâu được anh em ạ. Đây là một trong những cái tựa game mà chắc chắn là những cái fan của anime, những cái fan TP sẽ cực kỳ thích lên chơi cái tựa game này luôn. Tướng của chúng ta thì nó sẽ có những cái tính năng như sát thủ. Tướng của chúng ta thì có những cái tính năng. Tướng của chúng ta thì sẽ có những cái vai trò như là burst này, như là sát thương này, như là sát thương phép này, sát thương vật lý. Rồi, ok. Tiếp tục chúng ta sẽ sang cái ải tiếp theo. Con game này bản quốc tế này ấy, nó cực kỳ dễ ra đồ em nha. Cực kỳ dễ ra đồ khi mà anh em đăng nhập vào cái tựa game này, tạo cái tài khoản và chơi cái tựa game này, nó cho anh em luôn một em 4 sao. Kèm theo đó là nó cho đến 4.000 kim cương nhá. Để mà triệu hồi X10 ở đây thì chúng ta sẽ tốn mất 3.000. Vậy là chúng ta được free X1 khi mà vào game này. Sau đó thì nó sẽ cho thêm 4.000 kim cương nữa. Vậy là free được 2 lần X10. Nếu mà anh em chịu khó làm xíu xíu nữa thì chúng ta sẽ có 3 lần X10 free. Và mỗi lần đi ải, mỗi lần anh em lưu ý là mỗi lần đi ải chúng ta sẽ nhận được một cái thẻ, thẻ gọi là thẻ xịn ấy. Để mà triệu hồi X10 ấy, tích được 10 cái thẻ chúng ta sẽ quay được một lần X10. Rất là ngon luôn. Đi mấy cái ải phát là chúng ta đã có đủ để có thể là triệu hồi được X10. Còn hơn là chúng ta sẽ dùng 3.000 kim cương. Con game này thì kiếm kim cương nó hơi căng một xíu nhá. Đi ải nó cho rất là ít kim cương và nhiệm vụ hoàn thành thì nó cũng cho rất là ít kim cương. Chúng ta đi ải để mà có thể là nhận được những cái thẻ triệu hồi X10. Ngon hơn nhiều anh em ạ. Cứ để nó chạy vậy thôi. Đánh hay cực kỳ luôn, hiệu ứng kỹ năng của nó đẹp. Đó, trời ơi, úi trời ơi. Game này là có cái hay nữa là nó hỗ trợ chúng ta FPS 60. FPS 60 nhá, chơi rất là mượt. Và dung lượng hiện tại với con game này nó cũng khá là nhẹ. Đó chỉ có 700 MB thôi.
Nó chỉ loanh quanh luẩn quẩn ở 700 mê, nó không có nhiều em nha. FPS 60 và chỉ có 700 mê. Khiến được mọi cái loại máy hiện tại có ở chúng ta. Rồi, đấy là cái phần đi ải, chúng ta cho anh em xem được là hiệu ứng kỹ năng và tạo hình nhân vật chúng ta như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ vào vào trong cái phần tướng của chúng ta để mà xem là tướng thì nâng cấp cái gì, có cái phần gì hấp dẫn hay không. Đây có cái em tướng 4 sao vừa nãy của mình triệu hồi được. 1, 2, 3 này. Đâu rồi? Em 4 sao của mình nó neo mãi xuống dưới à? Ở đâu mất tiêu rồi nha. 3, đây rồi, 4 sao đây rồi. Bây giờ thì mình sẽ auto equip trang bị vào này. Sau đó thì chúng ta sẽ nâng cấp cái level lên cho con tướng của chúng ta. Đấy, chúng ta sẽ có những cái con gọi là XP ấy, những cái con tướng để mà chuyên để mà dùng để mà nâng cấp level cho tướng này. Hoặc là chúng ta cũng có thể là sử dụng những cái con tướng ít sao hơn, những cái con tướng 1 sao, 2 sao để có thể là nâng được cái level lên cho con tướng nhá. Ví dụ như là mình sẽ up cái này lên được level 12 này. Rồi, ok. Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành nâng cấp cái kỹ năng lên cho nhân vật của chúng ta 37 lên được 13 cái level. Đó. Đấy. Đây là những cái gì mà có của một cái phần nâng cấp tướng em nha. Còn không biết là nâng sao như thế nào nữa. Nâng sao thì chắc là cũng phải lên cái level cao cao một xíu. Để mà nâng sao được thì chúng ta cần cái level full 40 của một cái con tướng 4 sao này. Sau đó thì chúng ta sẽ nâng cấp và update cái con tướng nó lên. Đây là phần triệu hồi X10 của chúng ta đây. Triệu hồi X10 mất 3.000 kim cương nhá. À mà đây đang có 5.000 thì triệu hồi phát xem thế nào. Đây triệu hồi 3.000 phát xem như thế nào. Không biết được có ra. Được một em 4 sao này, ba em 3 sao. Được một em 4 sao luôn, ngon. Ngon và thơm nó luôn đấy. Một em 4 sao. Một em 4 sao của mình đâu, đây rồi. Em 4 sao này nó trùng với cái em 4 sao mình có rồi đấy. Đây, mình có một em 4 sao giống hệt những em 4 sao vừa triệu hồi được. Đây đây đây, một em 4 sao này. Đấy. Đây có cái em mình cho vào đội hình đây. Đó. Chắc là trùng em tướng thì có thể là chúng ta có thể là nâng sao được hay là làm cái gì đó nhá. Link tải cái tựa game thì mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video nhé, cho cả hai cái hệ điều hành Android và iOS. À, chúng ta sẽ đi đánh một cái ải đi, đánh một cái ải nữa thì chúng ta sẽ nhận được một cái thẻ để mà quay một lần X10 nữa nhá. Đây đi ải thì khi mà thành full cái số sao yêu cầu ở đây thì nó cho anh em ít kim cương á, nó không cho anh em nhiều đâu. Bây giờ chúng ta sẽ vào một trận đấu nữa để mà lấy được cái thẻ, một cái thẻ triệu hồi X10, cho nó đủ thành 10 cái thẻ triệu hồi X10 để mà quay được một lần X10 nha. Để X1 thôi, X1 thì nó cũng hơi chậm chậm một tí nhưng mà nó vừa xem được hiệu ứng kỹ năng của tướng. Còn X2 thì nó hơi nhanh. Đấy, hơi nhanh một tí. Đấm, đấm, đấm vỡ mồm luôn. Đồ. Nhìn đấm nó cũng không thấm cho lắm anh em ạ. Đây. Shotgun luôn. Chết. À đi mẹ, sọt cái gun xong bắn lại còn nằm xuống dưới nữa chứ. Phải trưởng. Đây, em này là cái bộ kỹ năng nó mới đẹp này. Bùm 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 bùm. Đói, về vãi trưởng là. Đam nhất hiện tại của mình là cái em cầm hai khẩu súng này. Hai khẩu súng nhìn như khẩu súng của Mid Fortune trong Liên minh huyền thoại. Rồi, ok. Tiếp tục chúng ta sẽ tăng sang cái ải tiếp theo và tụi mình sẽ bật X2 lên cho nó nhanh. Hồi máu này. Có một em hồi máu, một em tanh 3 sao thì mình bỏ mất ra ngoài rồi thay bằng em 4 sao. Đấm luôn. Rồi. Đấy, đam cao nhất hiện tại của mình là 195.000 của cái em cầm hai khẩu súng. Đấy, mình nhận được một cái thẻ triệu hồi X10 này. Xít lấy cái 30 kim cương. À 40 kim cương. Rồi. Bây giờ chúng ta quay trở ra và đi triệu hồi X10 nha. Đi cui. Triệu hồi X10 phát cho nó máu luôn này. Mình skip qua. Ui, vãi trưởng ạ. Được có một em
3 sao thôi. Đủ cay. Được mỗi một em 3 sao nha. Ui. Ở khi mà chúng ta triệu hồi được 100 lần thì tôi sẽ nhận được một em 4 sao. Rồi, một em 4 sao ở đây nha. Mission thành tựu. Game dễ chơi lắm luôn đấy anh em ạ. Cực dễ chơi luôn. Cho lắm đồ lắm. Đây trang bị của nhân vật chúng ta nó chia kiểu NR. Cái phẩm NR các thứ ấy. Rương. Chọn trang bị ạ. Chọn một cái giày. Đỡ chọn mất hai cái giày rồi. Một phát nữa này. Rồi, ok. Shop. Mắc dễ chơi luôn chứ không phải giọng vừa đâu. 2.500 kim cương nhận được 5 triệu vàng. 5 triệu vàng luôn, quá dữ. Đây đây cái hình ảnh PP này và cái hình ảnh vẽ này. Có một em có cái mắc hở hang luôn. Em nào ta? Vừa nãy mình nhìn thấy có một em 3 sao hay sao? Ôi giời ơi, đây em này là còn bình thường nhá. Em này còn bình thường. Đấy. Cái hình ảnh vẽ to như ui. Đấy, đây mới là chất anh em này. Đây nó mới là chất. Đây, em này nhé mất đi rồi. Mấy em 3 sao này có vẻ che tiệt đi rồi anh em ạ. Không biết đâu mất rồi. Đây, em này mới là đẹp này. Em này đẹp kinh khủng luôn. Trắng tinh. Trời ơi. Quá xịn luôn anh em nha. Vừa được chơi game với cái đồ họa và cái hiệu ứng kỹ năng rất là đẹp. Ngoài ra thì chúng ta còn được xem những cái nhân vật của chúng ta sâu những cái gì gọi là to lớn nhất của cơ thể. Rồi ok, đó là toàn bộ cái video ngày hôm nay. Video gửi đến cho anh em một cái tựa game anime gacha thẻ tướng đang rất là hot ở trên chat play và Apple Store hiện tại. Mới ra được có mấy ngày mà lượt tải đã lên hơn 100.000 rồi anh em ạ. Hơn 100.000 lượt tải rồi. Con game này có sức hút rất là lớn. Anh em có thể là tải cái tựa game này về và trải nghiệm. Link mình sẽ để ở dưới phần mô tả của video cho hai cái hệ điều hành. Đó là Android và iOS nhé. Anh em xem video, nếu mà thấy video của mình có hay và hấp dẫn thì đừng quên để lại cho mình cái nút like, đăng ký kênh và ấn chuông thông báo nha. Một lần nữa thì rất là cảm ơn anh em đã xem đến cuối video. Xin chào và hẹn lại anh em vào các video tiếp theo nha. Bye bye.